tôi bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của CBN TV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình của Tủ thuốc Đông y. Và cái lời nói đầu tiên bao giờ cũng là cái lời chúc quý vị cùng quý quyến lúc nào cũng được an toàn và mạnh khỏe, nhất là trong cái thời điểm này. Hôm nay thì chúng ta có một cái promotion rất là đặc biệt. Thứ nhất cũng là do chúng tôi muốn bày tỏ một cái lời cảm ơn quý vị đã ủng hộ Tủ thuốc Đông y bấy lâu nay, đồng thời cũng là một cái sự chia sẻ với những cái khó khăn mà chúng ta đang gặp phải trong cái thời điểm này. Thì tất cả những sản phẩm của Tủ thuốc Đông y, chúng ta sẽ có một cái promotion là mua 3 tặng 1, thưa quý vị. Đó là Sleep Better 1000, rồi chúng ta có một cái bộ đau nhức, trị đau nhức, trị sưng, trị tê là Joy Better 1000 cũng như là Joy Stronger 1000. Rồi quý vị là có một cái dược phẩm rất là tốt cho những ai chúng ta bị tiểu đường loại 2, đó là Sugar Better 3. Và kế đó là chúng ta có một cái dược thảo gọi là Aloe Vera 5000. Thì đây là cái dược thảo rất là tốt cho làn da, mái tóc cũng như là giúp thanh lọc cơ thể, chống táo bón và đồng thời tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể. Và cuối cùng là chúng ta có một cái bộ dược phẩm rất là tốt cho đôi mắt và rất là cần thiết cho mọi lứa tuổi, đó là Eyes Better. Và tất cả những cái dược thảo này chúng tôi đang có một cái chương trình là mua 3 tặng 1. Thứ nhất là để có một cái lời cảm ơn cũng như là một cái sự chia sẻ với những khó khăn mà chúng ta tất cả mọi người đang gặp phải. Vâng, thưa quý vị, thì trước khi đi vào chi tiết của từng cái sản phẩm thì chúng tôi cũng muốn có một số chia sẻ rất là quan trọng và cần thiết, đặc biệt là để mà chúng ta góp phần đối phó với cái sự lây nhiễm của cái COVID-19. Những cái câu chuyện về khẩu trang, rồi rửa tay bằng xà phòng khi chúng ta đi về nhà hoặc là chúng ta tiếp xúc với bất kỳ một cái đồ vật nào thì chúng ta nên có rửa tay bằng xà phòng. Hoặc là nếu chúng ta đang đi ngoài đường thì chúng ta dùng cái loại nước rửa tay khô. Thì đó là những biện pháp mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị. Đồng thời khi chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta cố gắng giữ cái khoảng cách cách đi an toàn. Nếu một cái người mà không bị ho thì chúng ta cũng cố gắng giữ khoảng cách là 1m8, tức là khoảng 6 feet. Tuy nhiên với những ai mà chúng ta thấy đang ho thì chúng ta đứng càng xa càng tốt. Bởi vì những cái nghiên cứu cho thấy là những cái virus của nó có thể bay xa, nó trôi nổi trong không khí và nó đi xa tới khoảng 8-9 mét. Đó là chúng ta thấy là đó là cái nghiên cứu gần như là mới nhất của cái viện khoa học MIT của tiểu bang Massachusetts. Người ta thấy là khi một người ho thì những cái hạt nhỏ từ trong cái cổ họng nó có thể bay, nó trôi nổi trong không gian, và nếu mà chúng ta vô tình vướng phải thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị lây nhiễm. Nhưng mà hôm nay chúng tôi muốn nhấn mạnh một cái việc khác mà cũng rất là quan trọng, đó là cái việc mà chúng ta đeo bao tay. Cái bao tay mà chúng tôi nói đây là bằng cao su, chứ không phải là cái bao tay mà của quý vị phái nữ đi ra đường chúng ta đeo để chống nắng. Bởi vì cái loại đó dù nó là bằng da hay là nó bằng vải thì nó cũng không có tốt bằng cái loại bằng cao su. Cái loại nó gọi là medical glove, tức là những cái loại mà bao tay mà chúng ta dùng để trong phòng xét nghiệm, hoặc là quý vị phái nữ làm những công việc bếp núc thì chúng ta cũng có thể dùng cái bao tay đó. Thì khi mà chúng ta bước ra khỏi nhà để chúng ta đi chợ thì cái việc đầu tiên là quý vị biết là mình phải đeo khẩu trang, phải không ạ? Cái khẩu trang là quý vị biết rồi. Nhưng mà rất nhiều người chúng ta thấy là không để tới cái chuyện phải đeo bao tay. Khi chúng ta bước vào một cái cơ sở, một cái cửa hàng kinh doanh, một cái ngôi chợ, hoặc là bất kỳ mà chúng ta đi vào một cái cơ quan nào thì chúng ta đều phải mở cửa. Thì cái nắm tay cửa là cái nơi mà cái cơ hội bị nhiễm virus rất là cao. Cho nên khi chúng ta đeo bao tay là việc cần thiết. Rồi khi quý vị đi vào chợ thì quý vị phải lựa những món hàng, đúng không? Thì quý vị ngay cả một cái bó rau, hoặc là một cái quả cà chua, hoặc là một cái hộp bánh, hoặc là bất kỳ một cái vật gì, thì cái cơ hội mà chúng ta bị lây nhiễm cũng rất là cao. Bởi vì trước chúng ta thì cũng đã có nhiều người, có thể họ đã cầm cái bó rau đó lên để họ lựa, rồi hoặc là họ cầm cái hộp bánh lên họ coi cái giá cả xong rồi họ lại để xuống. Thì vô tình chúng ta là cái người đi sau mà chúng ta không đeo bao tay, thì khi quý vị cầm lên thì chắc chắn là chúng ta sẽ cái cơ hội mà chúng ta lây nhiễm rất là cao. Rồi khi mà chúng ta đi về nhà thì quý vị phải làm cái gì? Cái việc đầu tiên là chúng ta để tất cả những cái gì mà chúng ta đang mua ngoài chợ khoan đem vào nhà. Quý vị nhớ là khoan đem vào nhà, để ở gara hoặc là để trước cửa nhà. Rồi chúng ta bước vào nhà. Thì khi bước vào nhà đó thì chúng ta cái việc đầu tiên là chúng ta tháo cái chúng ta có thể lấy những cái
trước khi bước vào nhà Phương, thì chúng ta có thể có những cái giấy sát trùng, cái giấy mà để mà gọi là chùi, để mà về làm vệ sinh đấy, thì chúng ta có thể lau sơ qua những cái bao ni lông hoặc là những cái hộp bánh hoặc là bất kỳ những món hàng nào mà chúng ta trước khi chúng ta đem vào nhà. Trong trường hợp mà quý vị không có mua được những cái loại giấy sát trùng đó, thì quý vị có thể dùng cái loại alcohol 70 mà chúng ta thấy hiện nay thì cái loại đó nó cũng còn nhiều, thì chúng ta có thể thấm vào cái khăn để chúng ta lau bằng cái cồn 70 thì nó cũng có cái khả năng là phòng chống virus coi như là rất là cao và rất là an toàn. Đó là chúng ta sau khi chúng ta tẩy trùng những cái hàng hóa, những cái đồ vật ngay cả cái thùng mà quý vị order online người ta đem tới, thì trước khi đem vào nhà chúng ta cũng phải đeo găng tay, chúng ta lau cho sạch sẽ rồi chúng ta mới đưa vào nhà. Đó là cái cách thứ nhất. Và khi chúng ta đi vào nhà và chúng ta đem những đồ vật vào rồi thì chúng ta lập tức là chúng ta tháo bao tay và bỏ ngay vào thùng rác. Quý vị nhớ là chúng ta bỏ ngay vào thùng rác. Chúng ta lột ngược nó ra và chúng ta thả nó vào thùng rác. Đó. Rồi sau đó chúng ta có thể rửa tay, cẩn thận rửa tay một lần nữa, rồi sau đó thì chúng ta muốn làm gì thì làm. Trong trường hợp mà chúng ta đi ra ngoài mà chúng ta lỡ vô tình đụng chạm ai đó, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy là lâu nay chúng tôi thấy nhiều người cũng áp dụng và rất là, đó là cái biện pháp rất là tốt, tức là chúng ta có thể những cái quần áo mà chúng ta đang mặc chúng ta có thể tháo ra và cho vào cái máy giặt ngay. Đó là cái cách để chúng ta là vô trùng. Tại sao chúng tôi phải nói cái điều đó? Là bởi vì cách đây khoảng vài ngày có một cái trường hợp đã xảy ra tại tiểu bang North Carolina, tức là thì cái tiểu bang này đó nó có thành phố Charlotte, thì có một người phụ nữ, thì chị là một cái người đã mắc một cái bệnh tức là rối loạn về tự miễn, tức là cái hệ miễn nhiễm nó bị rối loạn, thì chị biết là cái cơ hội mà chị bị lây nhiễm nó rất là cao, cho nên chị hoàn toàn không ra đường, cách đi với người thân, kể cả với người chồng, tức là hai vợ chồng ngủ riêng mỗi người một phòng. Thế thì nhưng mà cuối cùng thì chị đã thực hiện cái điều đó đúng theo những cái yêu cầu, những cái hướng dẫn của những giới chức y tế rất là nghiêm ngặt, không có ôm con cái, không có gần chồng, không có nắm tay, bắt tay gì hết. Thế nhưng mà cuối cùng chị vẫn bị lây nhiễm. Thì chị mới, khi mà chị biết là chị bị lây nhiễm thì chị mới nhớ lại là mình có tiếp xúc, có đi ra ngoài để mà khỏi cửa để mà lấy một cái túi thức ăn do một người phụ nữ mang tới. Và tất nhiên là chị không có đụng chạm vào người phụ nữ này, mà chị chỉ việc cầm cái túi thức ăn chị đem vào nhà thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng là chị không đeo bao tay. Thì sau đó một vài ngày thì chị bắt đầu chị có vấn đề. Thì hiện nay chị đã bị xác định là dương tính và chị đang được điều trị. Thì chị chia sẻ cái kinh nghiệm này cho quý vị. Thì cái vấn đề đeo bao tay thì chúng tôi thấy là đã có nhiều giới chức y tế cũng đã nhắc nhở quý vị trên các hệ thống truyền thông. Thì nhân cái câu chuyện này thì chúng tôi cũng nhắc lại một lần nữa. Quý vị nhớ là khi đi ra ngoài chúng ta đeo bao tay, và để mà chúng ta chọn lựa hàng hóa chúng ta không có bị lây nhiễm. Khi về nhà để đồ đạc trước cửa, rồi chúng ta dùng những cái giấy tẩy trùng, chúng ta tẩy trùng ngay trước khi ra vào nhà. Và nếu chúng ta không có giấy tẩy trùng thì quý vị có thể mua những cái chai ancol 70 độ, và chúng ta có thể dùng cái loại khăn, chúng ta thấm ancol vào đó thì chúng ta lau, lau cho nó an toàn rồi chúng ta mới đem vào nhà. Và khi đem vào nhà thì quý vị nhớ là chúng ta bỏ ngay cái bao tay đi vào thùng rác, và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng. Ngay cả một số những trường hợp như là chúng ta order đồ online thì hiện nay quý vị thấy là vì chúng ta không có cơ hội đi chợ, cho nên là chúng ta thường thường là đa số cái hoạt động order trên online rất là nhiều. Thì quý vị cũng biết là cách đây khoảng độ vài tuần thì ở ngay cái hệ thống phân phối online là Amazon, họ cũng cho biết là có 6 nhân viên họ đã bị nhiễm dương tính COVID-19. Thành ra tất nhiên là 6 nhân viên đó họ cũng đã được cách ly. Đây là điều để cho thấy là chúng ta nên rất cẩn thận, và cái sự cẩn thận này nó chỉ có lợi chứ không có hại gì hết quý vị nhé. Bảo vệ mình cũng như bảo vệ gia đình mình. Thì một lần nữa chúng tôi nhắc lại là cái bao tay là một cái rất cần thiết, và chúng ta có thể có, quý vị có thể dùng những cái bao tay để mà lâu nay chúng ta dùng để rửa chén, không riêng gì quý vị mà ngay cả những người thân, gia đình thì đều rất là quan trọng. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là những cái triệu chứng của COVID-19 thì càng ngày người ta càng thấy nó diễn biến phức tạp. Cho đến nay thì chúng ta hoàn toàn chưa hiểu hết về những cái điều gì mà COVID-19 sẽ gây ra cho cơ thể. Trước đây thì chúng ta thường nói là chúng ta ho khan, sốt, rồi đau họng, tức ngực, khó thở, mất khứu giác, tức là chúng ta thở không có được
mình hít thở, mình hít cái mùi gì thì mình thấy cái mùi đó nó không có ghi nhận được, tức là mất đi khứu giác, ngửi nước hoa không thấy thơm nữa, thì đó là cái cơ hội chúng ta có thể được coi như là đó là những trường hợp chúng ta bị dương tính. Thì những cái triệu chứng này đó càng ngày càng điều trị thì chúng ta thấy là các nơi trên thế giới người ta vẫn còn loay hoay, và chắc chắn là trong thời gian tới thì chúng ta sẽ được biết thêm những cái tác hại mà của COVID-19 nó gây ra cho cơ thể. Gần đây chúng ta thấy nó cũng tác hại tới tim và ngay cả nó gây ra cái vấn đề tiêu chảy, tức là diarrhea. Và đó là những cái phát hiện mới qua cái việc điều trị. Và từ đó thì chúng ta thấy là cái cho đến nay thì chúng ta hoàn toàn chưa có thuốc chủng ngừa, và cái thời điểm để có chủng ngừa thì có lẽ cũng phải ít nhất là 18 tháng, tức là khoảng 1.5 năm. Thì từ đây tới đó thì chúng ta còn phải rất là cẩn thận. Mặc dù là sau này thì chính phủ sẽ nới lỏng cái lệnh phong tỏa, lệnh cách ly xã hội, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là đây là một cái loại siêu vi và chúng ta không biết lúc nào thì nó kết thúc. Nó có thể giảm đi cái sự cao điểm, nhưng mà nó cũng vẫn là một cái đe dọa tiềm tàng trong cái đời sống của chúng ta. Nên quý vị cũng nên sử dụng những điều chúng tôi vừa nói như là một cái thói quen, để cho đến khi mà một ngày nào chúng ta mong là một ngày nào mà hoàn toàn chúng ta không còn bị thấy bóng dáng của cái con virus này, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có thể yên tâm. Đó là những điều mà chúng tôi lưu ý quý vị trong cái chương trình này. Xin nhắc lại là những cái biện pháp đó nó hoàn toàn rất là bảo đảm và chúng ta tránh được những cái cơ hội lây nhiễm rất là đáng tiếc xảy ra. Và đó là cái câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ. Và quý vị nhớ là chúng ta có thể là khẩu trang mà chúng ta thiếu, mà chúng ta không có thể thay khẩu trang, thì quý vị có thể đi về chúng ta bỏ cái khẩu trang vào trong cái nồi nước muối, nước nóng mà chúng ta đun sôi, thì coi như là chúng ta cũng đã vô trùng được cái khẩu trang rồi, và chúng ta có thể dùng lại. Bởi vì không phải lúc nào chúng ta cũng mua được khẩu trang, phải không ạ? Nhắc lại là một cái nồi nước muối thì chúng ta có thể với cái hàm lượng là khoảng độ 1 lít thì chúng ta bỏ khoảng 5-6 muỗng muối. Rồi chúng ta bỏ với cái tỷ lệ đó, ví dụ 3 lít thì chúng ta khoảng lấy 15 muỗng muối, chúng ta đun sôi lên, chúng ta thay khẩu trang vào đó, thì coi như là chúng ta đã vô trùng được cái khẩu trang. Vâng, cái câu chuyện chúng tôi xin tạm ngưng và chúng tôi sẽ xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại của đài. Sau đó chúng ta sẽ trở lại với chương trình của Thủ thuốc Đông y. Chúng tôi xin cảm ơn và kính chào.